Năm 2015 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chọn là năm an toàn vệ sinh thực phẩm nông sản. Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà năm 2015 cũng là năm báo động về tình trạng an toàn vệ sinh thực phẩm khi liên tiếp nhiều vụ thực phẩm bẩn bị phát hiện. Tiếp nối bản tin đặc biệt của Tết Dương lịch này thì chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số nét điểm qua về những vụ vi phạm an toàn thực phẩm gây chấn động trong năm qua, phân tích một số nguyên nhân cơ bản và các giải pháp đề xuất. Ngày 3 tháng 4 năm 2015, Công an quận Ba Đình, Hà Nội phát hiện 50 kg tôm đang được bơm thạch đông ARA để giúp tôm đông lạnh có màu sắc tươi ngon hơn. Trong cuộc họp ngày 6 tháng 10 năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố phát hiện nhiều cơ sở chăn nuôi sử dụng chất vàng ô, một loại hóa chất dùng trong công nghiệp nhuộm vải và xây dựng, cho gà ăn để thịt gà có màu sắc bắt mắt hơn. Ngày 20 tháng 10 năm 2015, đoàn liên ngành huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một cơ sở sản xuất trà bông bằng nguyên liệu không đảm bảo chất lượng và đường hóa học. Chỉ 10 ngày sau đó, cũng đoàn thanh tra này phát hiện một cơ sở chế biến khô bò từ phổi heo và hóa chất. Tiếp sau đó là hàng loạt các vụ phát hiện các cơ sở sử dụng chất tăng trọng, chất tạo nạc trong chăn nuôi heo. Như vậy, không những sử dụng thịt của các loại gia súc, gia cầm chết hoặc bị ôi thiêu, việc chế biến thực phẩm bẩn đang ngày càng trở nên độc ác hơn khi sử dụng các hóa chất đang bị nghi ngờ là có khả năng gây ung thư. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, trong năm 2014, Việt Nam có khoảng 82.000 người chết vì bệnh ung thư. Ngoài ra, Việt Nam còn có khoảng 150.000 ca ung thư mới mỗi năm. Mà nguyên nhân chính trong số này đang được bị theo dõi đó là do những chất độc mà người Việt Nam phải đưa vào cơ thể hàng ngày qua đường ăn uống. Theo các chuyên gia, việc tuân thủ thấp về vệ sinh an toàn thực phẩm đó là vấn đề chung của các nước chậm và đang phát triển. Khi mà người dân còn chưa ý thức hết được tác hại của những hóa chất có trong thuốc bảo vệ thực vật cũng như là các loại thức ăn chăn nuôi mà họ đang sử dụng. Hiện nay rất nhiều người kinh doanh và rất nhiều người chăn nuôi, người ta chưa đánh giá được cái mức độ nguy hiểm của chất cấm. Do đó khi người ta sử dụng buôn bán hoặc là người ta sử dụng trong chăn nuôi, khi bị phát hiện xử phạt thì người ta có một cái thái độ giống như là người ta ngỡ ngàng khi mình áp dụng những cái mức xử phạt cao như vậy, và họ có những cái sự phản kháng lại. Riêng tại Việt Nam, góp phần lớn vào sự vi phạm của người trồng trọt và chăn nuôi còn có sự chi phối của các thương lái. Ở đây chúng tôi cho là những cái đối tượng mà để mà đến mang những cái sản phẩm chất cấm này cho cái người dân sử dụng ấy, là họ đều có liên quan đến vấn đề chăn nuôi, giết mổ và vận chuyển động vật. Chứ bản chất vừa qua ấy, chúng tôi đi kiểm tra cái vi phạm ở các cái cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thì rất ít, mà chủ yếu thấy phát hiện nhiều nhất và tỷ lệ cao nhất là ở những lò mổ, lò giết mổ thông qua cái kiểm tra nước tiểu. Thế thì ở đây chúng tôi cũng có nhận định ấy là những cái đối tượng là người ta đã mang những cái sản phẩm này cho người chăn nuôi trước khi xuất bán để người ta cho con lợn nó ăn. Ở các nước đang phát triển, người ta vẫn theo xu hướng là sản xuất càng nhiều càng tốt để tăng thu nhập cho mình, và thị trường chú trọng về chất lượng vẫn chưa được hình thành. Riêng tại Việt Nam, sự góp mặt của các thương lái Trung Quốc trên thị trường cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc tăng chất lượng sản phẩm diễn ra rất chậm. Các thương lái này mua sản phẩm đồng giá với nhau, kể cả hàng tốt và hàng kém chất lượng. Theo xu hướng thị trường hiện nay, người ta thường đưa ra mức giá khác nhau dựa trên chất lượng của sản phẩm. Lúc đó người nông dân mới thấy cần nỗ lực để nâng cao chất lượng. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, riêng các đoàn thanh tra liên ngành do Bộ này tổ chức trong 9 tháng đầu năm nay đã ban hành khoảng 2.000 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm. Điều đáng nói là 2.000 quyết định xử phạt này đi kèm với chưa đầy 22 tỷ đồng tiền phạt. Đơn cử như vụ sản xuất trà bông từ đường hóa học hay vụ sản xuất thịt bò từ phổi heo, thì các cơ sở kinh doanh vi phạm chỉ bị phạt 12,5 triệu đồng. Trong khi đến thời điểm bị bắt thì các cơ sở này đã kịp tuồn ra thị trường hàng tấn thực phẩm độc hại. Với mức tiền phạt ít ỏi, các cơ sở làm ăn gian dối sẵn sàng chuyển sang địa phương khác để sản xuất và đầu độc người tiêu dùng. Tương tự với hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi thì mức tiền phạt cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong tổng lợi nhuận của các cơ sở kinh doanh. Đối với một cơ sở chăn nuôi 5, 7 con, 10 con, 20 con hay là đối với cơ sở chăn nuôi quy mô lớn thì cái mức xử phạt nó có khi nó giống nhau. Khác nhau chỉ là trang trại hoặc là
chăn nuôi hộ thôi. Mà cái ranh giới giữa trang trại chăn nuôi hộ hiện nay thì nó có chưa có rõ ràng, cho nên có sự xử phạt những cái hộ nuôi ít con mà cũng ở mức độ đó, và nhiều con cả trăm con thì cũng ở mức độ đó. Và như vậy những cái hộ lớn người ta xử phạt như vậy thì chưa chắc người ta sẽ ngại, tại vì cái lợi nhuận người ta đem được sau khi người ta sử dụng chất cấm có thể là nó không bao nhiêu so với cái vấn đề ta xử phạt, và có khả năng là người ta tái sử dụng lại sau đó. Và cái vấn đề này chúng tôi cũng đã nghe nhiều nơi là báo cáo là kiểm tra dương tính rồi sau đó kiểm tra lại vẫn còn dương tính, có nghĩa là cái mức xử phạt chưa đủ sức răn đe. Như chúng tôi đã nói, ý thức thấp về việc tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề chung của các nước đang phát triển. Tuy nhiên, chúng ta không thể chấp nhận hy sinh hàng ngàn người mỗi năm để trả giá cho sự phát triển đó. Và một trong những việc có thể làm ngay, theo các chuyên gia, đó là phải hình sự hóa hành vi sử dụng chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi và chế biến thực phẩm. Vì xét về bản chất thì các hành vi này cũng đang gián tiếp mang đến những cái chết chậm cho hàng ngàn người. Chúng tôi cũng đã có báo cáo với lãnh đạo bộ, thế và bên công an thì họ cũng đang tổng hợp, thế và cũng đang kiến nghị với Quốc hội xem xét những hình thức, bởi vì về mặt bản chất thì chúng tôi đó đây là một cái rất là nguy hại đến đời sống, đến sức khỏe của rất nhiều người dân. Do đó không thể coi cái hành vi đưa chất cấm vào trong sản phẩm nông nghiệp là một cái hành vi chỉ vi phạm hành chính, và đến cái mức nào đó phải đưa vào cái luật hình sự để mà răn đe, và có như vậy thì chúng ta mới ngăn cấm được cái chất cấm này. Và để nâng cao ý thức của người nông dân thì không gì khác hơn đó là phải tăng cường tuyên truyền một cách liên tục. Tuy nhiên không thể làm giống như cách mà chúng ta đang làm hiện nay, có nghĩa là không thể hướng đến người nông dân bằng các cuộc hội thảo ở các khách sạn lớn, mà những thông tin về các hóa chất độc hại cũng như việc nguy hại đối với cơ thể con người từ những hóa chất đó phải được đưa đến tận ruộng dưa, ao cá nơi mà người nông dân đang làm việc. Và cuối cùng, chính chúng ta, những người tiêu dùng, phải chọn lọc kỹ hơn trong việc mua hàng thực phẩm. Vì xét cho cùng, nếu không có nguồn cầu thì các cơ sở kinh doanh gian dối cũng không thể phát triển mãi được.